chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng hàng ngày. Thực hư doanh thu của bà Tân Vlog, người ngoài bảo gần 300 triệu mỗi tháng, trong khi con trai cho rằng chỉ hơn chục triệu thôi. Những ngày qua, bà Tân Vlog trở thành một trong những từ khóa được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 20 ngày đăng video, kênh YouTube của bà Tân Vlog chạm tay vào nút vàng. Hơn nữa, theo thống kê của Social Blade, bà Tân Vlog lọt vào top 3 kênh sub lượt đăng ký nhanh nhất thế giới trong 24 giờ. Tuy nhiên, thực tế thì cũng phải chờ tới ngày 7 tháng 6 vừa qua, kênh YouTube với gần 2 triệu lượt sub của bà Tân mới chính thức được bật tính năng kiếm tiền, cho phép hiển thị quảng cáo. Và đó là lúc mà rất nhiều người trở nên tò mò về số tiền bà có thể thu được từ kênh YouTube của mình. Dựa theo ý kiến của nhiều người, với lượt subscriber lên tới gần 2 triệu, cộng thêm mỗi video đều có hàng triệu lượt theo dõi, kênh của bà Tân có thể kiếm được số tiền khoảng hơn 300 triệu mỗi tháng. Cụ thể hơn, nhiều YouTuber có kinh nghiệm và sành sỏi trong nghề nhận định, một tháng bà Tân có thể kiếm được số tiền lên tới 15.000 đến 17.000 đô la Mỹ, chuyện quá bình thường. Tuy nhiên, bản thân người trong cuộc, hay cụ thể hơn ở đây là Hưng Vlog, con trai bà Tân, thì không hề nghĩ như vậy. Anh cho rằng con số 12.000 đô la Mỹ mỗi tháng chỉ có thể áp dụng cho các kênh YouTube nước ngoài, còn ở Việt Nam thì không thể. Công thức tính sẽ không được áp dụng chung cho tất cả mọi người hay trên tất cả các quốc gia. Hiện tại kênh của mẹ tôi mới được bật tính năng này nên tôi cũng chưa biết sẽ được YouTube tính toán thế nào nên không thể nói cụ thể được, Hưng cho biết. Chưa kể Hưng Vlog còn tiết lộ một sự thật khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy kinh ngạc, đó là việc mỗi tháng số tiền anh chàng này kiếm được từ YouTube chỉ khoảng từ 9 đến 12 triệu, có tháng nhiều hơn nhưng cũng có tháng ít hơn, bất chấp việc anh làm YouTube khoảng hơn 2 năm, đồng thời đang sở hữu kênh với 1,3 triệu sub, không thua kém là mấy so với kênh của bà Tân Vlog. So với lúc còn làm cho công ty điện tử của Nhật, thu nhập của tôi nhiều hơn mà lại không phải đi sớm về hôm, thời gian chủ động được và lại còn khá thoải mái nữa, Hưng chia sẻ. Như vậy có thể thấy, hai mức số doanh thu Hưng Vlog cũng như các YouTuber bên ngoài đưa ra là có sự khác nhau khá lớn. Không bàn tới việc kênh của bà Tân Vlog hiện đang rất hot, nhưng với một kênh YouTube có 1,3 triệu sub như của Hưng Vlog chỉ kiếm được trên dưới chục triệu một tháng như anh chàng thừa nhận, thì kênh của bà Tân chắc cũng không có khả năng kiếm vài trăm triệu đồng mỗi tháng như nhận định. Tuy nhiên thì thực hư câu chuyện vẫn là một ẩn số. Cuộc sống ở Mỹ với vợ đại gia của vua quảng cáo Việt Nam cắt xe 1,5 tỷ trên 30 giây. Sau khi sang Mỹ định cư, sự nghiệp và cuộc sống của tài tử này có nhiều thay đổi bất ngờ. Trương Minh Cường được khán giả quen thuộc với biệt danh là Jang Dong-gun của Việt Nam, bởi so với nhiều khoảnh khắc, không ít người đã nhận định rằng Trương Minh Cường có gương mặt giống Jang Dong-gun đến 90%. Gần đây khán giả thường thấy anh chia sẻ hình ảnh đi du lịch ở nhiều quốc gia, địa danh mà ít thấy cập nhật hoạt động nghệ thuật. Liệu có phải anh đang rút dần khỏi showbiz, thưa anh? Thật ra thì ngành truyền thông cho cộng đồng người Việt ở Mỹ không được như ở Việt Nam. Các show giải trí ở Mỹ cũng không nhiều, do các trung tâm sản xuất chương trình ở đây khá thưa thớt. Các trung tâm ca nhạc đình đám rụng đi khá nhiều, hiện tại chỉ còn 1 đến 2 nơi còn trụ được, nhưng khá chật vật để duy trì, tạm gọi là đủ sống chứ không lãi. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, nên những nghệ sĩ hay người của công chúng muốn nổi tiếng có thể dựa vào nhiều hình thức, không chỉ riêng lựa chọn đài truyền hình hay trung tâm ca múa nhạc. Tôi từng làm sản xuất nên cũng biết được giá trị của từng thời điểm như thế nào. Theo tôi được biết, ngay cả việc sản xuất phim ở Việt Nam cũng không phải dễ dàng. Trong số 20 phim phát hành thì cũng chỉ có 2 đến 3 tác phẩm có lãi mà thôi. Show ca nhạc thì nếu 10 show chỉ có 1 đến 2 show ăn khách, đài truyền hình cũng chỉ vài ba đài phát triển tốt. Thời đại công nghệ thông tin của Facebook, YouTube sớm muộn cũng có bước chuyển để thay đổi. Chính vì vậy, thời gian tới đây tôi đi công tác nhiều hơn để hiểu hơn về nước Mỹ. Tôi muốn mang tới cho khán giả những điều mới mẻ, khác lạ, nên đi xa để tìm kiếm chất liệu mới cho công việc và ý tưởng cho tương lai của mình sau này. Việc phân bổ thời gian đột ngột cho những chuyến công tác xa nhà để tìm hướng mới có bắt nguồn từ áp lực kinh tế hay không, thưa anh? Tôi may mắn là từ nhỏ đến lớn đã được hấp thụ nhiều giá trị sống. Ở môi trường nào tôi cũng tồn tại được. Ngay thời điểm sự nghiệp đang tốt nhất ở Việt Nam, tôi lựa chọn sang Mỹ để khởi nghiệp từ đầu mà chẳng ngại ngần vất vả gì cả. Cho đến giờ, dù có gặp khó khăn ra sao, thậm chí nếu buộc từ bỏ công việc nào đó, tôi nghĩ bản thân vẫn sẽ sống tốt bằng năng lực của mình. Có lẽ thứ khiến tôi cảm thấy nhọc nhằn duy nhất là lúc này, đó là suy nghĩ, phân vân giữa các lựa chọn khi làm giải trí. Trên cương vị một người làm sản xuất, tôi thấy nếu làm phần giải trí thuần quá thì không được, cao cấp quá thì không có lãi, có đơn giản quá thì không đủ tiêu chuẩn. Tôi cần hướng mới để dung hòa, cân bằng giữa giải trí và kinh doanh. Đây đều là những điều khiến tôi khá nhức óc lúc này. Gần đây, Trương Minh Cường thường xuyên đi công tác xa, ít chia sẻ ảnh công việc nghệ thuật, làm dấy lên tin đồn anh rút khỏi showbiz. Ở thời điểm hoàng kim khi còn sống tại Việt Nam, anh được mệnh danh là vua quảng cáo với các sale 1,5 tỷ 30 giây. Đây có phải là nền tảng giúp anh duy trì cuộc sống dư giả và không gặp áp lực nhiều về kinh tế khi làm nghệ thuật ở Mỹ? Dù có 8 năm tích lũy trước khi sang Mỹ, nhưng để sống ở đất nước có chi phí đắt đỏ thì buộc bản thân tôi phải vận động nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có khó khăn về mặt kinh tế, người ta sẽ không đi nhiều đâu. Còn tôi vẫn luôn di chuyển và mong muốn tìm được hướng mới cho sự trở lại sáng sủa của mình. Bên cạnh công việc sản xuất, hiện tại anh còn giữ được thế mạnh của mình trong lĩnh vực quảng cáo thương hiệu. Tôi vẫn đóng quảng cáo thường xuyên nhưng hầu hết là TVC cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, không còn dành cho đối tượng trong nước. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng mong chờ cơ hội được hợp tác với các nhà sản xuất và đối tác ở quê nhà. Thời gian trước anh từng chia sẻ rằng bản thân mắc bệnh trầm cảm khá nặng, hiện tại anh lấy lại được cân bằng hay chưa? Thời gian qua chắc mọi người đều biết sự việc đau xót khi nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột ra đi vì một số lý do. Bản thân tôi cũng bị trầm cảm hơn 3 năm, nhưng có lẽ tâm lý của tôi mạnh mẽ hơn nên đã được tự vực dậy được. Tôi suy nghĩ nếu mình không giết được bệnh thì bệnh nó sẽ giết mình. Tôi chủ động để ra nước ngoài, mở rộng tầm mắt để tìm hiểu nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Bệnh trầm cảm thực ra vượt qua được là do ý chí mạnh mẽ, bệnh này cũng tiêu tan dễ dàng hơn. Giữa vai trò một nghệ sĩ và doanh nhân, anh thiên về hướng nào hơn? Tôi yêu thích cả hai bởi nghệ thuật cho mình thăng hoa, kinh doanh cho mình giá trị sống khác. Tôi quan niệm có thực vực được đạo. Gần đây, nhiều nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội và hình ảnh cá nhân bán hàng online hoặc quảng cáo. Cá nhân anh có dự định tương tự. Mỗi người có cuộc sống, môi trường riêng nên mình không thể áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Tôi biết nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lấy tên của mình để kinh doanh trên mạng, livestream để bán hàng rất nhiều. Tôi hoàn toàn ủng hộ vì việc này rất thực tế, miễn sao họ kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi chân chính, trung thực với chất lượng các sản phẩm giới thiệu cho công chúng. Về cá nhân tôi chưa có dự định làm các công việc tương tự, nhưng tôi có thể thử nếu có cơ hội. Bà xã có hỗ trợ anh về mặt tài chính để thực hiện các ước mơ trong công việc không, thưa anh? Chuyện hỗ trợ tài chính thì chắc chắn là không, tôi độc lập về tài chính và thường kinh doanh từ nguồn thu cá nhân. Vì kinh doanh của tôi không ảnh hưởng tài chính của gia đình hay bà xã nên không đặt nặng chuyện này. Vợ tôi cũng giống như bao người lao động cũng phải làm để sống, chính vì thế tôi thấy chuyện vợ chồng độc lập trong tài chính là điều hết sức bình thường. Còn trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh có sinh hoạt theo phong cách AA của người Mỹ hay giữ nếp của người Việt là phụ nữ làm, tay hòm chìa khóa? Vợ chồng tôi cũng giống như đa số các cặp vợ chồng ở Mỹ đều độc lập tài chính. Người vợ và người chồng cùng nhau chia sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống, từ kinh tế, chăm sóc và nuôi dạy con cái. Ở Việt Nam, ngoài việc đi làm thì khi về nhà, người phụ nữ phải đảm đương thêm phần nội trợ, dọn dẹp nhà cửa. Anh có giúp đỡ vợ những công việc này? Chẳng những ngày thường tôi vẫn tự tay giúp đỡ vợ việc nhà, từ những việc nhỏ nhất, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, rửa chén bát, tắm cho con, mà ngay từ khi vợ có bầu tôi đi học lớp tiền sản và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tôi đi học liên tục trong hơn 9 tháng mà vợ mang bầu để chuẩn bị kiến thức giúp vợ vượt cạn. Sau đó tới lúc con trai đầu lòng chào đời, tự tay tôi chăm bẵm bé đến tận khi cháu 3 tuổi mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ người giúp việc nào hết. Sống ở Mỹ, tôi thường xuyên nghe được cánh mày râu nói với nhau, nếu như anh không biết giặt giũ rửa chén thì anh không phải là đàn ông. Chính vì thế, việc giúp đỡ vợ làm việc nhà là chuyện hết sức bình thường ở đây. Đàn ông ở Mỹ khác rất nhiều với đàn ông Việt Nam. Vua quảng cáo từng tâm sự rằng mỗi khi có cơ hội xuất hiện trong các buổi talk show hay đi sự kiện, anh luôn đưa vợ đi cùng vì muốn công khai tình cảm với Thu Huyền, chứ không phải kiếm cớ để an ủi bà xã hay tìm kiếm sự nổi tiếng. Bà xã nói gì khi anh thường xuyên đi công tác xa nhà? Vợ tôi ủng hộ tôi khi đi làm, công tác hay làm phim. Tôi cảm ơn bà xã vì luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi trong mọi công việc suốt thời gian qua. Tuy vợ tôi không có nhan sắc như người mẫu, hoa khôi, nhưng tấm lòng và đức tính mà vợ tôi có, chắc chắn tôi chưa tìm thấy ở một người phụ nữ nào khác ngoài mẹ tôi có được. Tôi rất cảm kích vợ mình. Sau nhiều năm hôn nhân, anh cho rằng điều gắn kết nhất giữa hai người là gì? Theo tôi, hai từ thể hiện sự gắn kết trong tình yêu đó là sự trân trọng và cảm ơn. Khi biết trân trọng đối phương thì mình sẽ làm như thế nào để không bị quá đà, để người kia bị tổn thương. Hoặc mình cũng cần biết cảm ơn người vợ, người chồng của mình từ hành động nhỏ trong cuộc sống, với sự cảm ơn đấng sinh thành và những người yêu thương mình. Cuộc sống của chúng ta mới ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.